xuất sắc không mấy chế, quá đẹp quá ghẻ luôn nha. Rồi mấy chế chỉ việc chia sẻ là mình được vào danh sách, có cơ hội được chốt áo đá siêu đẹp siêu ghẻ nha mấy chế. Rồi hai màu được, nắm thẻ mấy trang kia được không? Rồi vuốt nha mấy chế. Rồi chế nào có chia sẻ là sẽ có cơ hội được nhận mã tặng, chỉ 39.000. Dạ, chào chế nha, chế Yutan Bulo tên gì quên. Chào chế Yutan Bulo nha. Thảo Quỳnh đúng rồi, Thảo Quỳnh. Đây áo này mặc chế nào được trúng á là mình mặc nè, hoặc là mình tặng nè, nó cũng rất là sang và ý nghĩa luôn nha mấy chế. Này là tặng lỗ nha, chương trình này là tặng lỗ nha. Hai màu nha mấy chế. Rồi đây rồi em bắt đầu em quay nha mấy chế ơi. Đây quay tặng chế đầu tiên may mắn nè, một chiếc áo đá cao cấp chỉ với 39.000. đây chế Phạm Thị Giang. Chế Phạm Thị Giang ơi, chế có đó không? Rồi chế Phạm Thị Giang là người may mắn đầu tiên nha. Rồi mấy chế tiếp tục chia sẻ nha, mấy chế còn tặng nhiều lắm. Rồi em chào chế Kim Lệ nha. Dạ chúc mừng chế. Rồi chế Kim Lệ có cơ hội may mắn được nhận một chiếc áo, hai áo đá 39k. Rồi chị chúc em tiến. Chúc mừng chế Kim Lệ, áo quá đẹp luôn á mấy chế, xuất sắc luôn. Hôm nay em về nhiều mẫu áo cao cấp đẹp lắm, sợ như con mới vừa ôm mãi. Rồi nãy giờ mấy chế đợi xếp bộ, rồi bây giờ em sẽ xem kỹ qua xếp bộ nha. Đang mặc là màu xanh đen nè, được không? Chia sẻ một mấy trang kia được. Đây
áo tay dài luôn nha, màu cam đất. Mấy người đẹp giúp mình chia sẻ bài viết đi nha, mình một hồi mình sẽ tặng quà cho mấy người đẹp liên tục luôn nha. Bộ mi mặt là mã 230 nha mấy người đẹp ơi, chốt hàng comment 230 kèm màu, số ký và số điện thoại nha, giá 255.000. Và màu đen, màu đen là cái cổ của nó là phối beo nha mấy chị. Có size 50 cho tới 65 ký nha mấy chị. Rồi mã số sản phẩm là 230, có 5 màu tổng cộng nha, size 50 cho tới 65 ký. Rồi chất này là cái chất thun thiết kế cao cấp thun Mỹ nha mấy chế. Thanh Trương ơi, em đang coi nó trực tiếp với em bấm bên tay trái có cái cột chia sẻ, bấm vô nút chia sẻ nha. Bộ mi mặt mã 230 giá 255.000, chốt từ 50 cho tới 65kg nha mấy người đẹp ơi, giá 255.000. Chăn bao bao nhiêu ký lận? Cái chân đang 70kg. Rồi mi mặt là chốt hàng từ bên S230 nha mấy người đẹp ơi, kèm màu, số ký và số điện thoại, giá 255.000. À, chế Lê Thị Diệu. À không sao, có gì để đổi lại cho thì Lê Thị Diệu nha. Có vấn đề gì có gì chụp hình. Rồi chế Lê Thị Diệu ơi, có gì chụp hình nó gửi cho Minh Bóc giùm em nha. À chưa có chia sẻ nha Thanh Trương ơi, em bấm một cái nút bên tay trái có cái nút chia sẻ, em bấm vô là chia sẻ được nha. Cảm ơn Trần Nguyệt Trang đã chia sẻ nha. Đây, đang mặc là màu xanh đen. Set đang mặc size 50 cho tới 65kg, giá chỉ có 255.000. Rồi, màu xanh đen. Qua màu liên tục nha mấy chế, có tổng cộng là 5 màu nha. Set đang mặc mã 230, có màu xanh đen nè, rồi qua màu cam đất nè, có tổng cộng 5 màu nha, giá 255. À lên thì nhiều chụp ở 30 giờ rồi. Cho tới 65 giờ để ngày mai kêu cho nhân viên chết trên bóc nha. Phúc Quang mi càng ngày càng đẹp. Cảm ơn Phúc Quang nha. Cảm ơn chế Phúc Quang. Đây em lên màu cam đất. Cảm ơn người đẹp cho ảnh đã chia sẻ nha. Cảm ơn mấy người đẹp rất là nhiều nha. Đây xếp bộ mẫu này quá trời xinh luôn á mấy chế. Chỉ có 255.000 thôi. Em xuất sắc luôn. Bơm bếp lưng á, rất là dễ thương nha mấy người đẹp. Mặc cái bộ này rất là dễ thương luôn. Có 255.000 một set à mấy chế. Có đủ size 50 cho tới 65kg cho mấy người đẹp luôn nha. 50 tới 65kg, giá 255.000. Có tất cả 5 màu nha. Đây cái form của nó đằng sau lưng nè. Đây là form bếp lưng nha. Đó, dễ thương quá trời. Bạn sau nó dài 255.000. Cái này mình tách, riêng ra một cái áo mình mặc với quần sọt cũng dễ thương nha mấy người đẹp ơi. Thiên Trân đồ đẹp quá. Cảm ơn người đẹp Thiên Trân nha. 50 cho tới 65kg nha mấy chế. Rồi đây mặc màu cam đất. Dạ có size 65kg đổ lại nha chị Nguyễn Hạnh nha. Xếp bộ mã 230 nha. Em đây từ 50 cho tới 65kg nha, giá 255.000. Màu cam đất nha mấy chế. Chỉ có 255.000 một set, size từ 50 cho tới 65kg. Rồi qua tiếp tục. Đây màu đen nè, màu đen là nó đi cái cổ của nó là viền beo nha. Mã 230
cảm ơn người đẹp rất là nhiều nha. Cảm ơn chị. Rồi em đi lên là màu đen phối beo nha mấy chế. Đây cái dây kéo này mình có thể điều chỉnh được nha. Màu đen phối beo siêu đẹp luôn. Rồi chốt hàng của mình mã 230 kèm theo màu và cân nặng chiều cao. Ok, chế cũng khoan ở tặng sao cho sớm. Dạ có màu đỏ nha chế Trương Lan rồi. Đây em đang lên màu á, đang mặc là màu đen viền beo nè, kiểu nó rất là sang luôn nha mấy chế. Rồi còn màu đỏ với lại màu bò nữa nha mấy chế. Tổng cộng 5 màu nha. Hồi nãy em lên màu đầu tiên là màu xanh đen, màu cam đất. Đang mặc là màu đen. Màu đen này chụp hình chưa? Ok, Lê Thị Diệu nha. Cứ việc chọn hàng đi sẽ đổi lại cho Lê Thị Diệu nha. Tướng Hoàng có đen nha. Hồi nãy mới lên quấy á Thao Quang. Rồi Tướng Hoàng có bộ đen viền beo nha. Đồ này đẹp quá trời luôn, mấy người đẹp cũng thích hả? Chỉ có 255.000 mã 230 nha. Mã 230 kèm màu số ký và số điện thoại chỉ có 255.000. Rồi đem qua màu đỏ nè. Mã 230 giùm em nha mấy chế kèm theo màu và cân nặng chiều cao nha. Giá 255.000 có size từ 50kg cho tới 65kg. Số sản phẩm là 230 nha mấy chế. Rồi đây lên là màu đỏ, chốt hàng comment mã 230 đỏ. Kèm theo cân nặng chiều cao. Cái đầm ở ngoài Út ơi. Cái đầm mà có diện trắng trắng không, lấy cho con mấy cái size nhỏ đi. Làm diện trắng á. Rồi đây lên là màu đỏ. Có nha Trang Đoan ơi. Lên hàng rất là nhiều nha. Chuẩn bị lên đầm thiết kế rồi lên áo 70-75kg. Có rất là nhiều hàng nha. Tại vì khách đang đòi lên xét bộ cho nên là lên rồi bắt đầu qua màu nha. Rồi người đẹp nào chốt nữa báo nha. Rồi qua màu thôi. Bộ mi mặt mã 230 nha. Chốt từ 50 cho tới 65 kg nha mấy người đẹp ơi, giá 255.000. Dạ rồi bên em đi soạn đầm lên cho mấy chế nha. Cái trang của em là nó đang vi phạm chính sách gì mà nó bớt tương tác, không cho khách vô mấy người đẹp ơi. Khách bị ẩn, khách không thấy em, bớt tương tác không tiêu trường. Rồi mấy người đẹp giúp mình chia sẻ bài viết nha. Cái trang này nó đang bị bớt tương tác rồi, mấy người đẹp giúp mình chia sẻ để được để cho khách tìm được nha mấy người đẹp ơi. Cảm ơn mấy người đẹp rất là nhiều nha. Rồi lên màu bò nữa là đủ 5 màu. Cái nào có đủ sai luôn. Màu nào? 3 màu. Rồi bắt đầu đưa lên màu lại rồi cho mấy người đẹp chọn nha. Đây đang lên màu bò. Rồi đưa màu lên một lần nữa rồi nhảy màu cho mấy người đẹp ơi. Rồi nha mấy chế. Rồi đang mặc là mã 230. Có lấy quần hay không? Đang mặc mã 230. Giá là 255.000 nha mấy chế. Rồi có màu bò. 55.000 chốt 50 cho tới 65kg cho mấy người đẹp ơi, giá 255.000. Màu bò nè, màu đỏ nè. Màu đen nè.
tâm đất nè, mẫu con tâm. Rồi màu xanh đen. Rồi qua mẫu nha mấy người đẹp ơi. Bị bóp tương tác rồi mấy người đẹp ơi, cho nên là like không có được luôn mấy người đẹp ơi. Chưa giờ mà bị như vậy luôn á mấy chết. Công nhận Facebook vi phạm một cái chắc mấy bữa trước em lên 50-65kg nha Ngọc Huyền ơi. 50-65kg nha Ngọc Huyền ơi. Hiểu là nó báo cáo là vi phạm chính sách, rồi bắt đầu nó bóp tương tác tới hôm nay. Bữa giờ cũng sơ ý quên, hồi trước mà lỡ vi phạm đọc tên thương hiệu là đưa cái đồng hồ lại gần xong là nó quét mất. Thì chị Lâm Thị quét mất hai cây của nó trong hai cây. Rồi Lâm Thị Liên có màu đỏ nha, Tấn Hoàng có màu đen nha. Dạ 50-65kg thì chế Ngọc Quyền ơi, cái này có sai từ 50-65kg. Có màu đỏ nha, 255.000 nha mấy chị đẹp ơi. Rồi mi lên đầm cao cấp nha mấy người đẹp ơi. Mi lên đầm cao cấp nha mấy người đẹp ơi. D34 nha, giá 340 có đủ size 50-70kg nha. D34 có đủ size 50-70kg nha mấy người đẹp ơi. Giá 340, đầm thiết kế cao cấp nha. Đây đầm này em có màu đỏ, màu đỏ, màu xanh đen với lại màu đen. Đây kiểu đầm quy mặt là D34 nha, giá 340 nha mấy người đẹp quá, có đủ size 50-70kg nha. Mã D34 nha mấy người đẹp ơi, giá 340 nha, có đủ size 50-70kg cho mấy người đẹp chọn lựa nha. Có tất cả 3 màu nha mấy người đẹp ơi. Cái đầm này đẹp xuất sắc luôn. Chỉ có 340 thôi. Hàng thiết kế cao cấp nha mấy người đẹp ơi, mặt tôn dáng cực kỳ luôn. Có 3 màu nha. Qua màu. Đây đằng sau lưng của nó. Dây kéo nè. Có 3 màu nha mấy chế, D34. Giá 340 có size từ 50-70kg. Bớt tương tác quá mấy người đẹp ơi. Cảm ơn mấy người đẹp rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn Chính Sang nha. Đầm mi mặt giá 340 nha, có đủ size 50-70kg nha. Chia sẻ về nó có cảm ơn, nó có thấy ở đây không? Không, chưa có coi lại trực tiếp của mình. Hả? Trong nhà bên kia là nhìn trực tiếp vô vô thẳng ra đi. Là chỉ có cảm ơn này là thôi phải không? Đây màu đen nè, 340. Cho con cái giấy đi, cho con cái giấy. 340. Mã D34 kèm theo màu giùm em nha, hồi nãy em lên là màu đỏ. Châu Ảnh lấy 55kg màu gì Châu Ảnh ơi? Có 340 thôi nha mấy người đẹp ơi. Màu đen chứ Châu Ảnh lấy màu đen. Rồi Châu Ảnh có màu đen 55kg nha. Có rất là nhiều hàng nha. Mã D34 giá 340. Em giúp chị chia sẻ bài viết đi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Có rất là nhiều mặt hàng nha. Mình sẽ lên thử thử cho mấy người đẹp nha. Giờ nó muốn bóp, Facebook muốn bóp tương tác gì đó bóp. Giờ có nhiêu chơi nhiêu nha mấy chế ơi. Thì em cứ lên mẫu liên tục cho mình nha. Chụp hình. Có 3 màu cho mấy người đẹp lựa chọn nha. Cái đầm này nó dễ thương cực kỳ luôn. Em qua màu. Mặt nó che được cái khuyết điểm mình nha mấy người đẹp ơi. Che được cái bộ, coi như là nó thấy rất là ốm nha. Nó có cái đường viền nên nó tạo dáng cho mình thấy ốm hơn nha mấy người đẹp. Chỉ có 340 hàng thiết kế, nhận được cái đầm là ghiền liền. Nha Quang mẫu này đẹp quá trời, là Nga Quang không thích hả Nga Quang? Mẫu này đẹp xuất sắc luôn. Đây màu xanh đen nè. Chỉ có 340 một cái đầm thiết kế
hơi bớt tương tác rồi, cho nên là nhiều khách không có thấy mấy người đẹp ơi. Ok, Lê Thị Diệu có D34 65 kg, màu gì Lê Thị Diệu ơi? Có ba màu tất cả, Lê Thị Diệu chốt màu gì Lê Thị Diệu ơi? Em có ba màu nha, màu đỏ đô, màu đen với lại màu xanh đen đen mặt nha mấy chị. Dạ đẹp lắm. Chỉ có 340 một cái đầm thiết kế cao cấp thôi. Có ba màu thôi, mấy cái đẹp ba màu nha. Được hàng hết hồn. Ok, xanh đen. Lê Thị Diệu có xanh đen. Đây giá 340, ba màu em đưa lại cho mấy chế coi màu cái rồi em qua mẫu nha. Mới rồi. Đây,
43 giùm em nha. Còn áo sơ mi có 3 màu, màu trắng, màu đen với lại màu da nha. Có size từ 50 cho tới 70 kg. Có 3 màu lên cho chúng tôi. Quay sau lưng. Có mẫu sau lưng luôn. Nè, cái cổ của nó viền đá. Áo sơ mi 250 cho mấy người đẹp ơi. Có size 50 tới 70 kg nha. Có 3 màu cho mấy người đẹp chọn lựa nha. Hàng Quảng Châu cao cấp nha. Quần ống ôm á, Mỹ Phúc ơi, giá 230, có size 50 cho tới 72, 75 kg tùy chiều cao nha. Quần mi mặt giá 230, có size 50 cho tới 70, 75 kg tùy chiều cao nha. Giá 230, hàng thiết kế cao cấp cho mấy người đẹp ơi. Áo có 3 màu ra giá 250, có đủ size 50 cho tới 70 kg nha. Bao vừa nha Tiên Phạm ơi, 75kg cao mét 65 là bao vừa nha. Áo sơ mi này hàng nhập cho nên là cái form nó cũng rất là dễ mặc nha Tiên Phạm ơi. Chỉ có 250kg thôi. 75kg cao mét 65 là thường khá thêm mặc size lớn đó. Tại vì sơ mi này nó là sơ mi dạng form rộng. Áo 250kg là quần 230 nha, có đủ size 50-75kg tùy chiều cao. Quần có size 28, 29, 30, 31, 32, 33, có 6 size mấy chế. Mà cái chất của em đang mặc là mấy chế coi, em đang mặc size 28 nhỏ nhất. Mà cái chất của nó coi dạng thoải mái như thế này nè. Quần 230, áo 250. Rồi em qua 3 màu áo nha chụp hình. Rồi áo sơ mi đang mặc nè. Đó, em đang mặc size nhỏ, cái form của nó là form sơ mi rộng nha. Rồi áo sơ mi 250 có màu trắng, màu đen và màu da nha mấy chế. Kiểu của nó là có viền đá. Quần 230, áo 250. Áo hàng nhập cao cấp Quảng Châu, quần thiết kế cao cấp. Chất thun siêu đẹp, siêu co giãn luôn nha. Trắng, màu đen với lại màu da giá 250, size 50 cho tới 70 kg nha. Chế nào mà có chiều cao mét 65 là 75 kg mặc vô tư. Em có nhiều khách 75 kg cao mét 65 lắm. Đây nha mấy chế. Ok, trang đen có màu đen. Màu đen size lớn cho trang đen. Ok, chế trang đen lấy áo sơ mi màu đen. Màu lạ đó mấy chế. Rồi sơ mi 250 chụp hình. Ok, Thiên Trần. Thiên Trần có quần luôn nha. Dồn đơn quần. Thiên Trần còn hãng đây không? Có. Rồi Thiên Trần có quần 72kg dồn đơn. Ghi mã quy 23 gì? Đây đây đây. Cho con cái dép. Rồi em qua áo. Màu da nữa nha. Rồi chế Nhung Nguyên có áo sơ mi màu đen 75kg. Đây em qua màu da. Nhung Nguyên có màu đen. Áo sơ mi 250, quần 230 nha. Có đủ size nha Ngọc Phương ơi. Áo này mới vừa về luôn á mấy người đẹp ơi. Chỉ có 250 thôi, còn quần là 230, có đủ size 50 tới 75 kg tùy chiều cao. Áo sơ mi và quần đều có đủ size 50 tới 75 kg tùy chiều cao. Ngọc Phương cao cấp. Sao em đang mặc lại size nhỏ. Ngọc Phương chốt 60 kg thì cho cái màu nha. Sơ mi 250. Có màu trắng, màu đen và màu da.
cái màu da nha. Màu da xây lớn cho tiên phạm. Rồi, ok, chế tiên phạm có sơ mi màu da xây lớn. Quay sau lưng cho cái chế con. Áo thun 92kg cho xem. Áo thun nào 92kg Long Nguyên này. Rồi, ok, Ngọc Nguyên có màu đen. 60kg có luôn. Màu da đẹp nó mới chế. Từ nào chị kêu rồi đẹp thì em mới làm. Rồi. Áo là 250, là quần 230 nha mấy người đẹp ơi. Áo 250, quần 230. Ngọc Phương có đen nha. Cái Thanh Chương lấy áo sơ mi màu da. Rồi Thanh Chương có áo sơ mi màu da. Áo 250, quần 230 có đủ size 50 cho tới 75kg thì chiều cao nha. Thanh Chương chiều ký đưa đâu. Màu da. Áo 250 là quần 230 nha mấy người đẹp. Có sơ mi màu da. Ngọc Phương có áo sơ mi đen nha. Tiên Phạm có áo màu da nha. Rồi cái này của Thanh Chương. Rồi em đưa lại cho mấy trái coi ba mày nha, rồi em qua mẫu tiếp. Áo da sao lần ký cho hai phạm. À đây là của Thanh Chương chị đưa rồi mà. Thanh Chương đã bị mặt hả? Đúng rồi. Còn này của ai? Nguyên Thanh Nguyên Thi. Nè. Màu đen. Nguyên Thanh Nguyên Thi. Đưa lại cho mấy trái nào mà vào sau chưa thấy nè. Màu đen. Cái áo này á nó có quyền Nguyên Thanh Nguyên Thi có màu da nha. Đã thoải mái. Rất là sướng luôn. Cái da sao lần ký nữa đâu. Rồi một cái màu da 65kg nữa có luôn. Hai phạm có da. Hai bịch 65kg nha. Ba màu nha mấy chế. Màu trắng. Màu trắng, màu đen. Trang đơn áo em bán vải rất đẹp. Cảm ơn người đẹp Trang đơn nha. Tại vì cái này nó là sơ mi hàng nhập Quảng Châu cao cấp. Cái chất của nó là chất sơ mi lụa mấy chế. Mặt rất là sướng luôn, cực kỳ mềm mịn, dễ chịu và thoải mái luôn nha. Áo này hàng nhập đẹp lắm. Nó đi cái viền đá nè. Rất mà là sai luôn, sau luôn. Nè, cái kiểu đằng sau lưng nè. Rồi, hồi nãy em mới mặc ba màu xong rồi nha mấy chế. Rồi chế nào chốt áo sơ mi này nữa comment nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình nha mấy chế. Rồi hai pha có màu da. Rồi cái quần này chưa thấy mã. Chuẩn bị nhức nách nữa là mới chế thôi. Nay về quá trời áo đẹp luôn. Siêu sang. Em lên cái mã áo này là siêu sang luôn nha. Rồi Thanh Chương có màu da. Rồi Thanh Chương có màu da. Mã không? Trên đó có nó có mã đó. Rồi. Áo đồng giá 250, mã là 2051 giùm em nha. Rồi Vi đang lên mã 2051 đồng quá. Giá 250 cho mấy người đẹp ơi. Có đủ size 50 tới 75kg cho mấy người đẹp chọn lựa nha. Đồng giá 250. Cái này mã 2051 hả? 2051. 2051. Cái này là nó đi sơ mi lụa nè, nó phối ở đây là cái chất len nè mấy chứ. Rồi cái cổ của nó lại gần cho mấy trái coi viền đá nè. Cổ viền đá. Đó hôm nay mấy trái thấy đá được chưa? Đá chiếu chưa? Thấy nè. Áo vi mặt mã 2051 cho mấy người đẹp ơi. Có đủ size 50 cho tới 75kg thì chiều cao nha. Ok. Mỹ Hạnh Nguyên Thi là có 68kg 2051 nha. Mấy trái ơi, áo này có 3 màu lận nha mấy trái ơi. Áo này có 3 màu, số lượng cực kỳ ít luôn nha. Đồng giá 250, mã 2051 trắng giùm em nha. Chở cái quần đi anh mặt, xây vòng ra sao cho khách coi. Đây mặt là mã 2051 trắng, chụp hình giùm em cái. Đây, cái quần này. Quần đẹp xuất quần sắc đẹp luôn. Lắm. Chân ơi, quần ở bên đây là khỏi chê luôn. Quần ở đây là khách mặc 100 người là khen đủ 100 khách nhất nè. Xuất sắc luôn. Cái coi dạng thoải mái lắm. Đây đằng sau lưng nè, cho cái sang lợn. Rồi đưa đủ màu cho mấy chế thôi đi con. Rồi chế Mỹ Hạnh Nguyên Thi lấy màu trắng 68kg. Áo vi mặt dễ thương quá trời luôn mấy người đẹp ơi. Chỉ có 250 à. Có đủ size 50 tới 75kg luôn. Quần này đẹp lắm đó Thiên Chân ơi. Lấy thử một cái quần mặt đi. Quà Lư gửi đồ cho chị cho em. Gửi buổi trời nó kéo giá hàng chụp bill là đưa đi liền á Quà Lư ơi.
rồi đây nha. Em đang mặc em màu trắng có áo vi mặt nha, 68 kg nha, dễ thương lắm. Áo này mới chế mặc với quần dài hoặc là quần sọt cũng được. Quần 230, áo 230, quần thiết kế 230 nha, có size 28, 29, 30, 31, 32, 33 nha mấy chế. Quần em chốt từ 50 cho tới 72, 75 kg nó có chiều cao luôn nha mấy chế. Quần 230 thiết kế cao cấp, áo đang mặc là đồng giá 250, mã là 2051 giùm em. Em có 3 màu, màu trắng, màu đen với lại màu đỏ xem mấy chế. Màu đỏ mặc tết nhưng mà màu đỏ em chỉ có 2 cái thôi nha, số lượng cực kỳ ít luôn. Bây giờ em lên màu đen cho mấy chế chốt trước rồi hồi em qua màu đỏ sau nha mấy chế. Rồi đồng giá 250, áo 230, quần 250 nha mấy chế. Lộn, quần 230, áo 250 nha. Ok, Linh My có áo đang mặc 66 kg, rất đẹp lắm luôn mấy chế, đừng có sợ mà giải không đẹp nha. Mấy chế nào mà mua quần thiết kế bên em gọi lên tiếng cho em. Quần không có 80 kg nha mấy chế. Áo 250, quần 230. À, màu trắng không? Màu trắng hết size lớn nè. Màu đỏ có 70 kg thôi. Màu trắng hết size lớn nè. Màu đỏ có 70 kg. Rồi bây giờ màu đỏ, bây giờ màu đen nè, em qua màu đen nè. Rồi. Áo ơi chưa. Rồi. Một quần thì lên chưa, một quần. Chế chiên đen màu đỏ có 70 kg nha, chế chiên đen. Rồi chế chiên đen lấy cái màu đỏ đi để hết nha, tại vì màu đỏ em có 2 cái à. Rồi chốt cho chế chiên đen cái màu đỏ. Chốt cho chế chiên đen cái màu đỏ nha, màu đỏ 70 kg, tin thiếu giùm em. Lê Văn Bình bao nhiêu ký? Lê Văn Bình ơi, Lê Văn Bình bao nhiêu ký? Áo này ít lắm mấy chế ơi, mã 2051 kèm theo màu giùm em đây. Em đang lên màu đen nè. Đây lên là màu đen. Cho cái quần xe 250. Hồng dư đây màu trắng 61 kg. Trắng xe quần xe 33 tiên phạm một cao lỏ luôn. Rồi nốt lại giùm con. Lê Văn Bình chụp trắng bao nhiêu ký? Lê Văn Bình ơi, chụp hình em đây lên là mã 2051 đen 250. Coi chừng lộn, để chị đưa cho em 2051 cái đen. Đỏ, cái đỏ, cái đỏ này để coi sai gì. Đỏ còn có cái cuối cùng đây, dễ có sai. Thảy qua đây đi, thảy qua đây nè. Màu đỏ còn cái cuối cùng. Rồi cái bự cứ đây, chị chọn được, chị đưa giấy cho em coi lộn. Cho cái quần xe 33 màu trắng con quăng hơi quở rồi. Cho cái quần xe 33, đẩy cái quần xe 33. Rồi ok, có quần là 33. Rồi cái trắng nè, cái trắng còn cái đi đâu em, còn cái trắng không? Cái thanh nguyễn thị đó có đi có phải không? Có rồi, được được, đây đợi cho chị luôn. Cái này đi phải không? Nè, trả trả cái đó về nè. Hai thanh màu đỏ, đỏ còn không? Rồi bỏ cái phiếu đó qua đó chị. Màu đỏ hết rồi, màu đỏ hết rồi. Em đổi màu đen rồi, Mỹ Hạnh Thi đổi đỏ hả? Rồi, Mỹ Hạnh Thi bỏ đỏ ra nè. Đâu, đâu, Mỹ Hạnh Thi con đổi đen rồi, con đổi đen rồi. Hai farm lấy màu đỏ đó. Màu trắng còn cái nào không? Hết đỏ rồi. Màu trắng còn kìa. Màu trắng còn cái kìa. Mạnh còn là khách cũ mình phải không? Lê Văn Bình con đưa giấy út rồi phải không? Đó rồi. Cũ chị, Mạnh còn cũ. Mạnh có nốt gì không? Lê Văn Bình có rồi nhé. À, em đã cho chế Mỹ Hạnh Nguyễn Thi màu đen rồi nha. Chế Đặng Toàn có áo 60 kg màu trắng rồi nha. Màu trắng còn cái nào không My ơi? À, cái đỏ nó có khách luôn rồi hả? Đúng rồi, khách luôn rồi. Rồi màu đỏ hết nè. Màu đen còn nè, còn cái nè, ai chốt? 92 kg không được nha. À, không vừa. Màu đen còn cái size lớn nè. Chế Trần Trần Văn nãy giờ chưa có không ạ? Trần Văn chưa có. Chế Trần Văn màu trắng em hết 67 kg rồi. Bây giờ 67 kg còn màu đen em mặc này. Chế Trần Văn chốt thì comment lẹ giùm em nha. Chế Trang đang có màu đỏ rồi nha. Em chia đều cho mỗi chế một cái rồi nha. Những cái mẫu nào mà có số lượng ít á là em chia đều cho mỗi chế một cái rồi. Rồi đây em chụp hình cái này cái rồi em qua nha. Mấy chế nào chốt màu đen này nữa comment nha. Còn cái cuối cùng này nha mấy chế. Chụp hình Trần Văn lấy đen giùm chị nha, hết trắng rồi Trần Văn. Chế Đặng Toàn áo nâu, nãy giờ em chưa có lên áo nâu. Chế Đặng Toàn ơi, áo nâu đầu tiên á My ơi, áo nâu hồi nãy á. Màu da hả? Đúng rồi, áo con hồi nãy lấy màu da hồi nãy phải không Đặng Toàn ơi? Lấy áo mẫu trước màu da phải không? Mẫu trước màu da đúng không? Đúng thì ok giùm mình nha. Trần Văn ơi, mình hết trắng rồi, đổi đen được không? Rồi, áo đen ơi, áo đen này còn 2 cái nè, size 50.
hai cái đầm xây lớn. Có đổi cho chị không em? Nguyễn Kiều Tiên. Nếu Nguyễn Kiều Tiên ơi, cái đơn đó buổi chế lên chỗ comment đó là chế chốt hai cái đầm một ít, rồi em giao hai cái đầm một ít xuống dưới hay sao chứ không chịu nhận. Nó hoàng về vậy là một đơn em lỗ 60-70 ngàn tiền ship luôn á chế. Rồi bây giờ chế đổi sai á, là giờ chế không có chụp kiểu mà em đâu có biết được đâu mà em đổi sai. Chế đặt sai một ít thì em giao sai một ít nhưng mà sao chế không chịu nhận. Rồi mẫu này còn có hai cái thôi nha mấy người đẹp ơi, một đen và một nâu thôi nha. Đây là sơ mi theo chữ và đính đá nha. Đây mấy chế thấy không? Nó chiếu đá lấp lánh luôn nha. Sơ mi này 255 ngàn nha mấy người đẹp ơi. Sơ mi mi đăng lên là 255 nha. Trần Vân với Hai Phạm hết màu đỏ với hết màu trắng rồi, đổi lại đen giùm em. Quần đen mặc có đủ size. Đồ nam rồi, đẹp lắm. Cảm ơn Thu Vơ nha. Cảm ơn chế Thu Vơ nhiều. Rồi, áo 255 nữa chị bù ship cho. Rồi, mua giùm. Rồi áo khi mặc 255 ngàn có hai cái thôi. Em báo nhân viên kiểm tra và soạn hàng cho mình nha. Rồi, đây áo đang mặc chỉ có hai màu thôi, màu nâu. Trang Vân lấy đen, ok Trang Vân, ok lấy đen. Trang Vân lấy mẫu đen nãy. Rồi, chế Trang Vân là lấy mã 2051 màu đen. Rồi, ok em chốt thì chế Trần Vân cái 2051 màu đen rồi. Hiện tại em đang lên là mã này là 255 giùm em nha. Mấy chế chốt comment 255. Em có màu nâu đang mặc với lại màu đen nha mấy chế. Có hai cái duy nhất rồi mấy người đẹp ơi, mỗi cái một màu. Nó theo chữ và nó đính đá nha mấy chế. Đẹp lắm luôn. Mẫu này giờ có mỗi một cái một màu thôi nha mấy người đẹp ơi, không có nhiều nha. Hàng này bữa khách đặt quá trời không có hàng. Bị bơm vậy hai cái nha mấy người đẹp ơi. Nè, bơm mặt lên rất là sang nha. Ok, Hai Phạm có 255 đen. Rồi, vô đây. Ok, chế Hai Phạm có mã 255 đen. Rồi, qua tiếp tục nha. Còn cái nâu này chế nào chốt comment giùm em luôn. Rồi, một nâu còn một cái nâu duy nhất nha mấy người đẹp ơi. Ok, Trang Trần có màu nâu. Áo đẹp xuất sắc luôn. Bữa cách đặt hả, mười mấy cái không có hàng luôn á mấy người đẹp. Bị bơm về. Có một cái duy nhất à, Trang Trần chốt rồi nha. Hồng Thủy hết nha. Trời ơi, áo này đẹp quá mấy chế ơi. Chuẩn bị lên cái mã mới nha. Chị Trang Trần chốt áo màu nâu cho thông tin đi chị ơi. Trang Trần cho thông tin đi Trang Trần ơi. Trang Trần cho thông tin nha. Rồi, chuẩn bị lên áo này cũng có Trần cho thông tin áo màu nâu nha. 75 kg luôn nha mấy chế ơi. Ôi xinh quá à. Đây nè. Trang Trần cho thông tin nha. Mà áo màu nâu là vừa 75 kg luôn á mấy người đẹp ơi. Rồi mi đọc mã. Lên cái nào đọc mã cái rồi, đó không? Em đang lên mã áo 5558. Trang Trần có số điện thoại rồi nè. Mấy chế comment ngắn gọn áo 558. Rồi áo này á, là cái chất sơ mi lụa nè mấy chế. Rồi còn bộ nón. Nó phối với cái này là cái chất len thun co vậy. Còn bộ nón phía sau là của sale đá nè. Mã 558 thôi cũng được nha mấy chế comment. Mã 558 kèm theo cân nặng và chiều cao. Áo này em có đủ size tới 75 kg luôn nha mấy chế. Chốt hàng comment. Đây em cho mấy chế coi đằng trước và đằng sau nha. Cái này là chất sơ mi lụa phối với lại len thun co giãn đính đá siêu dễ thương luôn mấy chế. Có nha Trần My ơi, đang chuẩn bị lên đặt tiếp tục. Dạ áo này chỉ có một màu thôi. Mã, cái kiểu mã, đẹp và số lượng cực kỳ ít. Mã 558 kèm theo cân nặng và chiều cao giùm em, có đủ size 50 cho tới 75 kg. Giá 250, đồng giá 250 nha mấy chế. Nhanh tay comment lên đơn nha, số lượng rất là ít luôn nha mấy chế ơi. Mã 558 kèm theo cân nặng và chiều cao. Mã 558 kèm theo cân nặng và chiều cao. 658 kg. Tên gì? Tên gì chứ? Dương Mộng Trinh 58 kg cho một cái. Rồi ok chế Dương Mộng Trinh. Dương Mộng Trinh có 58 kg nha. Áo là đẹp xuất sắc luôn, mặt rất là dễ thương. Mấy người đẹp phối hợp với cái quần sọt cũng rất là tây nha. Phối hợp với quần sọt cũng rất là sang luôn. Tiên Phạm 58. Rồi Tiên Phạm 75 kg. Rồi chế Tiên Phạm có áo. Ủa, vậy là áo này có màu nha, kiểm tra màu giùm con cái. À, nó có cái màu nằm ở trong, nó không thấy. Nè, 75 kg nè. Cái đó con đưa đúng màu rồi đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, cái này là nó có
ký, màu trắng với lại màu màu nu nha. Chị Nhung 70 ký lấy hơi ôm tí. Cho cái 70 ký. 70 ký mà hơi ôm. Em qua màu nâu. Mã 558 giùm em nha, chế siêu dễ thương. Trần Vân, em cho địa chỉ vào Zalo chị rồi nhé. Dạ em cảm ơn chế Trần Vân nha. Rồi mã 558 màu trắng nè. Bây giờ em qua màu nu nha mấy chế. Màu nu có mấy cái? Màu nu này số lượng có 3 cái. Màu nu em có 3 cái. Rồi chị Dung có 558 70 ký nha. Đi Trạng có 558 75 ký nha. Dương Ngọc Trinh có 558 78 ký. Quẩy trâu cao cấp nha. 250 một áo. Rồi đây màu nu này chế nào chốt thì mình nha. Màu nu có 3 cái duy nhất mấy người đẹp ơi. Màu nu có 3 cái. Giải nó cực kỳ đẹp luôn á mấy chế. Đây là cái chất sơ mi lụa cao cấp. Phối với lại cái chất thun len co giãn á mấy chế. Đây màu nu. Trang đơn có màu nu. Trang đơn có màu nu size lớn. Rồi ok chế khen đây. Cái này mặc cái phơm rộng rãi thoải mái phối với quần sọt cũng dễ thương lắm thôi mấy chế ơi. Rồi ok chế trang đen có màu nâu chụp hình. Xinh quá. Hello chế Ngọc Linh. Mình bên khách cũ không em? Dạ trời ơi khách VIP đó. Lâu quá rồi. Lạc mất nhau lâu quá trời. Làm gì rồi. Rồi ok chế Ngọc Linh có màu nu nè. Rồi chế Trang đang có màu nu nè. Rồi còn cái màu nu cuối cùng size lớn nè. Chế là chốt nữa comment giùm em nha. Rồi đây em đưa lại cho mấy chế coi màu trắng nè. Rồi màu trắng hiện tại đây là còn được có 4 cái nha mấy chế. Quay sơ lưng cho mấy chế coi. Đây đằng trước và đằng sau nè. Tem mạc hàng quẩy treo cao cấp nè. Mã 558 giùm em. Siêu dễ thương luôn á mấy chế ơi. Đây mã 558 giùm em nha. Cái này là chất sơ mi lụa phối với lại chất len nhập cao cấp Quảng Châu nha. Xinh lắm, mẫu này mặc với quần dài hay quần sọc gì cũng dễ thương hết. Đó nó đính lá full hết đằng trước nha, chỉ có 250 đồng giá nha mấy chế. Rồi, chốt comment giùm em nha, mã 558 kèm theo màu và cân nặng chiều cao nha mấy chế. Này chế đưa cái sao. Quần đây mặc lại giá 230. Dạ. Yeah. Em khỏe chế Ngọc Linh ơi. Khỏe rồi mà còn mập. Quần đang mặc có đủ size nha mấy chế, 50 cho tới 75 ký ship nha. Ở thành phố là 20 còn tỉnh quần thì 30 rồi. Quần ống hơn nha người đẹp ơi. Quần cái ống hơn. Ngọc. Rồi, em Ngọc qua thêm màu nu nha. Mã quần trang đơn có màu nu. Rồi bây giờ sẽ qua thêm một cái mã quần nữa nha. Có chế Linh thì có cùng mình lấy nón đen chiếc bộ tính thiếu thì cho em chị qua mất tiêu rồi. À đồ bộ tay dài ok Thanh Chương nha, chuẩn bị đồ bộ tay dài ngon quá. Đây lên thêm một cái mã quần. Đây quần thiết kế mẫu mới nè mấy chế. Nè cái phơm của nó nè. Đẹp lắm. Quần này cái chất nó cực kỳ đẹp luôn nha mấy chế. Quần mã Q235. Quần này là mã Q235 giùm em nha. Giá 235 có đủ size 50-75 ký. Rồi quần em đây có màu nâu rồi chị ơi. Ngọc Linh có màu nâu rồi nha. Ngọc Linh có màu nâu 65 ký rồi nha Ngọc Linh đi. Quần đây mặc có size 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6 size nha mấy chế. Em chốt từ 50 cho tới 75 ký. Đây size 28 em đang mặc là cái phơm co giãn thoải mái luôn nha. Cái chất thun đợt này á là nó siêu co giãn luôn nha mấy chế. Cực kỳ đẹp luôn nha. Q235 giùm em kèm theo cân nặng và chiều cao có size 50 cho tới 75 ký. Chụp hình. Q235 nha. Lên tiếp siêu phẩm nha. Chị đang lên hàng từ từ nha Lê Thu ơi. Mấy người đẹp chia sẻ bài giúp mình giúp chị với nha. Rồi lên tiếp siêu phẩm cho mình nha mấy chế ơi.
sản phẩm rất là nhiều hàng. Mã lên từ từ cho mấy người đẹp nha. Mã 2078 siêu đẹp. 2078 thì mới chế rồi. Rồi em có nhiều màu nha. Mã 2078 là có màu trắng nè, rồi màu da nè, màu đỏ nè, màu đen phối sọc. Trời ơi, cái mẫu áo này nè mấy chế, mặc phối với lại quần legging hay là quần sọt gì cũng dễ thương hết nha. Lại chào Liễu Phạm nha. Chiếc áo sơ mi lụa cao cấp phối với lại thun len. Rồi viền đá nè. Mã 2078. Vy đang lên mã 2078 nha mấy người đẹp ơi. Vy đang lên mã 2078 có 4 màu nha. Màu đỏ, màu nu, màu đen và màu sọc nha mấy người đẹp ơi. Giá 250 đồng giá nha. Có đủ size 50-75kg. Cho chị xem màu. Có đủ size 50-75kg cho mấy người đẹp chọn lựa nha. Chỉ có 250 một cái áo hàng nhập cao cấp Quảng Châu. Xuất sắc luôn nha mấy người đẹp ơi. Mã 2078 có 4 màu nha. Đây lên màu. Có 4 màu cho mấy người đẹp chọn lựa nha, chỉ có 250 thôi. Có đủ size 50-75kg nha mấy người đẹp. 50-75kg cho mấy người đẹp luôn. Đây mã 2078. Màu da nè. 2078 màu trắng. Dễ thương mấy chế. Linh Thùy lấy màu đỏ 67kg. Ok, Linh Thùy có đỏ 67kg. Màu đỏ 67kg. Đây màu đỏ là cổ trắng phối với lại cái phần này màu đỏ. Đây để em buông màu ra, em sẽ mặc đủ màu lên. Màu đỏ này em có size lớn thôi nha. Đây. Trời ơi. Xinh quá. 3 4 màu. Rồi, màu đen phối sọc này là chỉ có một chiếc duy nhất. Cái này là mẫu khác rồi. Rồi đi qua mã khác rồi. Rồi vậy là cái này có 3 màu nha mấy chế. Rồi chụp hình màu trắng. Màu trắng, màu da và màu đỏ nha mấy người đẹp ơi. Giá 250 đồng giá nha. Có đủ size 50-75kg cho mấy người đẹp luôn nha. Có đủ size 50-75kg luôn nha. Trang đơn có sọc à. Đây cái sọc này là nó một chiếc duy nhất nha. Cái trang đơn đây size lớn rồi. Màu đen phối sọc. Rồi trang đơn có sọc nha, một cái duy nhất nha. Rồi chốt cái này cho chế trang đơn nha. Kiểu này mặc vô là kinh xỉu luôn á. Có cái là em chốt cho chế trang đơn nha. Rồi chế Linh Thùy có màu đỏ rồi, chế trang đơn có màu đen phối sọc rồi nha. Đồng giá 250 thôi. Rồi em chuẩn bị qua màu da nha mấy chế. 2078 kèm theo màu giùm em nha mấy chế ơi. Này chất sơ mi lụa hàng Quảng Châu cao cấp phối với lại chất len. Len nhập Quảng Châu nha, chất thun len là có độ co giãn nha mấy chế. Cái họa tiết của nó là viền đá và nó đính này là cái dính cái nóc đá luôn nha mấy chế. Rồi chốt cho chế trang đen hơi sọc rồi nha. Đây, lên màu đen với da. 2078 màu đen phối da. Cái chất sơ mi lụa này nè mấy chế, mặc sướng lắm. Chất sơ mi lụa này mặc rất là sướng luôn nha mấy chế ơi. Trang đơn có sọc luôn thì có màu đỏ nha. Cái phần này á, phần màu đen này là cái chất len nha, thun len nó kết hợp với nhau cho chào nên chị Lê nha. Lên cái phần này rất là dễ mặc luôn. Ok, Hồng Như Lê có da. Rồi Lê Hương lấy da 75kg. Rồi em lấy size lớn. Linh Phụng lấy da. Rồi cái Linh Phụng lấy hồi da 60kg. Đưa đây mẹ biết. 250 một áo mã 2078. Mã 2078 lại gần cái chế. Coi cái đá của nó đính nào. Đẹp lắm luôn á. Chứ Hương Nguyên lấy màu da 65kg. Ok chứ Hương Nguyên. Chào Vân một cái luôn.
Thôi chế Trần Vương 2078 lấy màu nào? Rồi chế Ngọc Linh lấy màu trắng 600 ký. Trần Vương lấy màu trắng. Rồi chế Trần Vương lại nè. Ngọc Linh với Trần Vương 65 ký. Làm sao đúng không? Rồi Trần Vương có, Ngọc Linh có. Chốt cho hai chế màu trắng nha. Rồi chế Hương Nguyên có màu da. Chế Linh Phụng có màu da. Chế Lê Lê Trương có màu da. Chế Hồng Như Lê có màu da. Chế Tấn Hoàng có màu sắc. Hoàng có 65 ký luôn. Chế Tấn Hoàng lấy màu gì? Màu da luôn, đang mặc. Rồi chế chế Tấn Hoàng có màu da. Tấn Hoàng màu đỏ. Màu đỏ ở đây em còn Lê Trương có màu da. Anh không phải tắm màu da sao bà kia. Ngọc Linh có màu trắng. Trần Vân có màu trắng. Phương Nguyên có màu da. Linh Phụng có màu da. Hồng Như Lê có màu da. Hoa Phạm. Hoa Phạm 63 ký. Chế Hoa Phạm ơi, 63 ký là em còn màu trắng. Màu trắng với đỏ. Không còn màu da nào hả? Hả? Màu da hết rồi Hoa Phạm ơi. Mặc màu đỏ semi. Đây, đang áo có size gì chị Trang Trần? Áo có size 50-75 ký á Trang Trần ơi. Cái này hàng nhập này nó phối sơ mi lụa với lại cái chất nè màu đỏ mặc tốt hết ý rồi mấy người đẹp trời. Ơi màu đỏ còn có một cái cuối cùng. Màu da hết à. Tấn Hoàng có da rồi. 2078 Hoa Phạm đổi màu giùm mình nha. Áo đẹp lắm nhất thị ơi. Hồng Như Lê lấy đỏ luôn. Không còn size nhỏ, có size nhỏ rồi. Hồng Như Lê ốm hả? Không chưa mở rộng. À vậy màu đỏ không có size nhỏ nha Hồng Như Lê ơi. Màu đỏ không có size nhỏ. Hoa Phạm hết màu nè. Da rồi em ơi. Chọn màu khác chị chị. Đây màu trắng phối đen. Tấn Hoàng có màu da. Rồi màu trắng phối đỏ. Rồi đầu bự ban lấy da đỏ. Chế cà rốt. Đọc tên cà rốt. Cà rốt không nhớ. Đây cà rốt có đỏ. Lê Hồng lấy đỏ 60 ký. Kim Biên lấy trắng. Ok chế Kim Biên có trắng. Lê Hồng có đỏ. Kim Biên lấy trắng. Lê Hồng có đỏ. Kim Biên có trắng. Rồi đỏ chị hết rồi. Người đẹp Nguyễn Thuận ơi. Chị chú ơi kiểm tra giùm em. Đỏ chị hết rồi. Không có kia kiểm. À, chế Lê Hồng. Lê Hồng sao có đánh dấu đỏ vậy? Sao có đánh dấu đây bơm một lần vậy? Chốt cho Nguyễn Thị Thuận nè. Cái đỏ đó em dùng đơn bộ độ tay dài xanh coban XL cho chị luôn nha mi. Đây đồ, đồ bộ đó đó. Đưa qua hồi lên lan dòng nữa là hết rồi. Bộ nào 230 nè. Để nghe kệ BB á. Trời ok rồi, cà rốt nha. Màu trắng còn hai cái cuối nha. Rồi em qua mẫu tiếp nha mấy chế ơi. Lê Hồng ơi ở trong đây nó có báo Lê Hồng không có nhận hàng á. Lê Hồng ơi nếu mà chốt hàng thì cọc cạc Mobi 50 cho mình nha. Rồi qua mẫu luôn mấy người đẹp ơi. Cái cọc dưới. Rồi con lên mẫu đi. Lên mẫu tiếp. Dưới đúng rồi. Rồi lên áo tiếp lên. Lên hết áo đi rồi qua đồ bộ. Trời ơi có quá trời mã đẹp luôn mấy chế mã đầm. Rồi cái màu đỏ hồi nãy chốt cho Nguyễn Thị Thuận nha. Rồi bây giờ lên áo đỏ cho mấy cái mặt có cho cái dưới đổ sai ra cho chị hết rồi. Áo này có ba màu nha. Màu có một lửa đỏ con nha. Màu trắng màu đen có màu. Hôm nay em lên siêu phẩm đẹp không à. Em lấy cho chị một màu xanh coban một ít nói úp á. Xanh coban đây cái này á. Không chốt cho khách một bộ xanh của ba. Cái này là cái chất phun lên. Dạ đúng rồi. Rồi em cái nó trắng đá nha. Cái túi kiểu thị thuật có đỏ nha. Cái tay của nó là cái chất sơ mi cà rốt lụa có đỏ cái. Tay này là chất sơ mi lụa nha. Đặng Toàn chị đổi áo trắng lấy trắng phối đen. Chị đổi áo trắng lấy trắng phối đen là mã nào người đẹp ơi? Đặng Toàn lấy áo đỏ đang mặc 60 ký nét rưỡi nhé.
Chứ chẳng toàn là chú cao chắc. Đọc mã cho Linh Phụng cái mai mi rồi đọc mã đi mi. Linh Phụng cái mi đang mặc nè. À, chế Linh Phụng ơi, comment giùm em mã 2065. Đồng giá 250, em có màu đỏ, màu trắng và màu đen. Đồng giá 250, mã là 2065 kèm theo màu giùm em nha. Cho cái màu đỏ 60kg. 2065 em chốt thì Linh Phụng có mã 2065 nha. 2065 màu đỏ chở. Đây em đưa màu cho mấy chế con. Ok, Linh Phụng có 2065. Có đủ size 50-75kg thì chiều cao nha mấy người đẹp ơi. Có cái mã khác rồi mấy ơi. Nó đưa cái size. Ủa này mã khác hả? Ai cột vô chứ. Rồi mấy chế đợi em xíu nha. Linh Phụng có 2065 nha. Cà rốt có bộ một kiểu xanh cô lam nha. Rồi vậy là cái mã này 2065 có màu trắng với màu đỏ thôi nha mấy chế. Màu đen là qua cái mã khác nha. Giao cột cột lộn á, chung một tộc á. Đây mã 2065 là có màu trắng với lại màu đỏ trước nha. Một hồi em qua màu đen là cái mã khác. Đặng toàn lấy trắng khối đen màu mặt mã 5. Trắng khối đen con mới quăng qua cho mẹ đó. Còn hai cái đó. À trắng khối đen nãy đó. Nãy á. Của Đặng Toàn, cho Đặng Toàn như là 60kg. Rồi, cho Đặng Toàn một cái trắng khối đen mã 5. Rồi, Đặng Toàn có trắng khối đen mã 5. Hôm nay em lên Toàn là áo đẹp không mà. Hai áo về đẹp mấy quá chế, trời, mấy người đẹp. Mấy chế chốt đại 2-3 cái mặc tốt đi nha. Tại vì mà bán giá rẻ nữa, mấy người đẹp. Mấy ơi, cái hàng nhập này nè, bây giờ là tiền bạc nè. Đúng biên rồi, không có. Đó, lấy mẫu này quá đẹp luôn. Cái tiền bạc lấy áo 68kg rồi, tiền bạc nè. Áo đỏ 68kg nè. Lan Nguyên nữa con, màu đỏ luôn. Với Lan Nguyên không có cơm nặng. Tiền bạc nè. Lan Nguyên cách cũ mà. Lan Nguyên đồng ra. Linh Phụng thêm trắng nè. Tiền bạc lấy hai màu luôn. Ủa sao có đen đỏ gì? Lấy trắng nè. Chị Trúc Lan Nguyên 65kg. Bấm vô thông tin đi. Lan Nguyên có đầy đủ thông tin luôn nè. Phải, nhưng mà ở đây là sao có vi bơm một món. Chế tiền bạc lấy hai màu luôn. Đúng rồi. Màu trắng, màu đen luôn. Tiền bạc hai màu. Tiền bạc này nãy có đỏ rồi phải không? Giờ có đen nè. Và chụp hình màu đỏ rồi. Rồi Linh Phụng trắng 60kg. Thêm trắng. Chụp hình, chụp hình. Rồi chế thịt Linh Phụng lấy thêm màu trắng. Rồi Linh Phụng màu trắng. Chế Thanh Trương. Trời ơi, trắng, em gửi cà rốt, cà rốt cái trắng mi ơi. Rồi ok, chế cà rốt có màu trắng. Thanh Trương gửi. Gửi nhanh quá, lo tiền không kịp. Mai mốt chị băng góp cho. Ok, Linh okay. Phụng có đỏ với trắng. Mặt để, trắng vô cho chị xem. Em mặc màu trắng rồi, cho mấy chế coi. Rút tiền ngân hàng không kịp phải không? Lan Nguyên có trắng 65kg, Linh Phụng có trắng, tiền bạc có đỏ và trắng nha. Linh Phụng có đỏ. Ủa, Linh Phụng thấy cô đỏ đâu con? Linh Phụng lấy hai cái được rồi đi. Mà sao đỏ chị đưa chưa? Rồi Linh Phụng có đỏ trắng luôn, tiền bạc có đỏ trắng luôn. Rồi à, màu trắng hết size lớn luôn rồi, chế trang đen rồi. Rồi là xong rồi em qua màu đen nha. Mã này là 2065 dùm em nha. Đồ bên mi đẹp thiệt. Cảm ơn người đẹp cà rốt nha. Trời ơi, chế cà rốt thấy thương lắm. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi trong từng giờ, từng giây, từng phút luôn. Cảm ơn mấy chế rất là nhiều nha. Đã tin tưởng, ủng hộ và ngóng chờ em từng giờ, từng giây, từng phút luôn. Chân thành cảm ơn mấy chế. Đó, đáp lại lòng tin của mấy chế nha. Em lên săn lùng mẫu đẹp nè, hàng đẹp chất lượng lên cho mấy chế nè. Giá rất là sốc luôn nha mấy chế. Đây em đang lên là màu trắng nè. Quần thiết kế em đang mặc là mẫu mới nha. Quần ở ngoài có nhiều mẫu lắm. Mới vui có một cây. Thơm dịu. Đây nè. Quần này á, là cái bản của nó chữ S nha. 235.000 một quần thôi. Em có đủ size 28, 29, 30, 31, 32, 33 nha. Quần size 28 em đang mặc mà nó co giãn như thế này nè mấy chế. Đó. Phơn quần này co giãn thoải mái luôn nha. Em có size tới 75kg luôn nha mấy chế. Quần 235.000. Đã cơ mẫu mơ phơn thiết kế nha. Rồi áo trắng. Chụp hình. Áo đồng giá 250 nha. Rồi
rồi chán Nguyễn Trang áo 55 chi có áo trắng 55 ký. Rồi em đưa cho mấy chế coi màu lần nữa nha. Áo mã 2065 em có màu trắng với là màu đỏ để mặc tết cho mấy chế. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha. Rồi lên hết cái lô mẫu rồi xong rồi lên lên áo xong rồi lên xét bộ. Lên xét bộ cho mấy người đẹp ơi, một hồi lên lên thay lặng cho mấy người đẹp luôn nha. Nguyễn Trang có 55 ký màu trắng. Áo lên lòng được giá thôi cho mấy chế dễ mua. 250, quá chơi mẫu, nãy giờ lên quá chơi mẫu luôn. Rồi bây giờ sẽ sang kẻ qua cái màu đen này ha. Cái màu đen nhiễm màu đen đó. Nhiễm mẫu màu đi. Cái này lỡ nó lộn mẫu. Cái đó nó hơi giống nhau mà. Hai trắng và một đen, rồi qua nhanh luôn. Áo này chốt
70 không được đâu. 240 nha mấy người đẹp ơi, có hai cái duy nhất nha. Rồi qua mẫu luôn. Cái này trái trang đen không vừa trái trang đen rồi. Quần có 230 thôi. Còn quần màu trắng là 390 nha. Áo này em chốt 65kg đổ về nha. Quần áo quần My đang mặc là giá 235. Cho con cái áo. Hợp lý chưa? Hợp lý.
Hợp lý chưa mấy chị? Rồi bây giờ lên lên đầm nha mấy chị nha. Nè bấm nút chia sẻ giùm em nè mấy chị. Lên mã đầu tiên. Mã này 100 ký mấy chị. Rồi chị nào 100 ký bán xem cái đầm này cho mấy chị với giá 100-150 ngàn. Chị nào 100 ký bán cái đầm ren nha. Đầm ren này dễ thương lắm mấy chị. Đầm ren này form rất là đẹp ha. Mà cái độ co giãn của nó rất là xịn sò. Đầm ren này 150 ngàn mấy chị. 150 ngàn đầm ren ha. Chị nào chốt đầm ren chốt giùm em đầm ren nè. Đầm ren 150 ngàn. Ren 100 ký. Chị nào chốt đầm ren 100 ký 150 ngàn chốt giùm em. Đầm ren 100 ký 150 ngàn. Rồi chốt tiếp giùm em. Đây là đầm yếm nè chị Thanh. Đây là đầm yếm nha. Đầm này khoảng cỡ là đầm này khoảng cỡ chị nào 90 ký mặc được. Mà đầm này dễ thương lắm, hàng xuất mấy chị. Rồi đầm này xe cho mấy chị 170 ngàn. 250 xe 170. Đầm này chị Thanh mặc dễ thương lắm nè. Vải rất là dễ thương và đẹp. Rồi chốt giùm em đầm yếm 90 ký. 83 đến 90 ký là ok ha. Đầm yếm 160. Chế là chốt đầm yếm 160. Có đầm yếm 160 nha. 85 đến 90 ký đầm yếm. Chị nào chốt đầm yếm chốt lên giùm em đầm yếm. Đầm này là lớn hơn nè. Đầm này tới 95 ký cũng vừa nè. Rồi chốt giùm em đầm yếm 160 ngàn mấy chị. 160 ngàn đầm yếm. Chị nào chốt đầm yếm chốt lên giùm em 160 ngàn đầm yếm nha. 160 ngàn đầm yếm nè mấy bé ơi. Bé nào chốt đầm yếm chốt lên giùm em đầm yếm nha. Con có thấy nó điện không bé? Con có thấy nó bị chói không? Hay tối không? Phạm Trang đầm yếm 160 này thấy màn hình bình thường không? 160 ngàn đầm yếm. Đầm yếm này đẹp lắm Phạm Trang ơi. Nghe tôi đi, chị cắt từ bán nhà lầu xây nhà cầu đâu. Chứ không có sao hết trơn á nha. Đẹp. Nghe tôi đi. Chị có bán nhà lầu xây nhà cầu thôi, chứ không có bán gì thêm đâu. Giống như đầm maxi mấy chị mặc biệt qua giống như em cũng được nè.
mấy chị mặc đưa lên củ tròn cũng được, tùy mấy chị. Rồi đầm sọc này sale cho mấy chị 150.000 đầm sọc. Đầm sọc 90 kg sale 150.000. Rồi hôm nay em sẽ sale cho mấy chị mã đầm này. Hôm nay em sẽ sale cho mấy chị đầm hoa đen của Thủy Quỳnh. Thủy Quỳnh đó, họ đang cho ba số hồi đuôi Thủy Quỳnh ơi. Cho giùm em ba số hồi đuôi Thủy Quỳnh ơi. Biết tự sao tối rồi. Để màn hình tối. 170.000. Đây mấy chị, hôm nay em sale mã đầm này cho mấy chị nè, 250 sale còn 170, 60 đến 95 ký vừa. Đầm bi bẹp vai này chị Tăng Ngọc, dễ thương lắm. Đầm này em mặc rất là đẹp nha mấy chị nha. Đầm này dướng dài dưới gối. Đầm này em mặc rất là đẹp ha. Rồi 60 đến 95 ký đầm này free size. Chốt giùm em là đầm bẹp vai xanh. Đầm bẹp vai bi xanh nha mấy chị nha, đầm nhúng. Mã đầm này rất là đẹp, một là bẹp vai, hai là đưa lên tùy mấy chị nha. Rồi chốt giùm em mã đầm bẹp vai bi. Mã đầm bẹp vai bi bán mấy chị 170.000 còn mấy cái. Người tay cho hết đầm nhà em đi mấy chị. Người tay cho hết đầm nè. 170.000. Tiếp tục mấy chị ơi. Đầm maxi 795 của Thủy Quỳnh. Đầm này là chị ấy vừa nè. Đầm này chị Trần Ngọc Thanh Thanh vừa nè. Cô giảm lần 15 kg hả? Bẹp vai bi của chị Võ Thị Kim Loan là 170 của Võ Thị Kim Loan. Phương Nguyễn đầm bẹp vai, Phương Nguyễn cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Phương Nguyễn đầm bẹp vai 170. Khi nào có em size 75 kg, chị lấy nguyên bộ đi chị. Nguyên bộ này chá. Nguyên bộ này kèm với quần váy em đang mặc này chá, dễ thương lắm. Chá bằng size em á, size L. Lấy nguyên bộ nha chị Thảo Trần. Kèm với quần váy đẹp lắm chị ạ. À. Ok không? Em chốt với chị Thảo Trần Facebook Riêng một bộ nè. Thảo Trần Facebook Riêng một bộ 240. Thảo Trần Facebook Riêng một bộ 240 nè. Biệt vai bi của chị Thu Trang Nguyên 170. Thu Trang Nguyên không có dấu 170. Phương Nguyễn chốt với Phương Nguyễn nào lên đi con. Phương Nguyễn cho xin địa chỉ số rồi. Thu Trang Nguyên. Thu Trang Nguyên 170. Rồi Diễm Quỳnh không có dấu không? Diễm Quỳnh không có dấu. Quy về bình mới luôn. Diễm Quỳnh ơi cho ba số thoại đuôi Diễm Quỳnh. Đầm bẹp vai. Đầm bẹp chị Hải Dương này mua hàng bên em rồi phải không? Rồi Hải Dương một cái đầm bẹp vai nè. Bé coi nốt tỉnh cho nha. Đầm bẹp vai bi xanh của Nguyễn Cẩm Tú. Xin địa chỉ số thoại Nguyễn Cẩm Tú. Chị đó chị giảm hay lắm á. 9 mấy ký. 8 mấy hay 90 gì đó. Giảm 15 ký. Bộ này mặc nhìn trẻ trung ha. Cái vải này nhìn rất là trẻ trung. Cái vải này nhìn bao đẹp luôn á chị. Nguyễn Cẩm Tú cho xin địa chỉ số điện thoại nha. Rồi ai chốt việc vai xanh nữa lên tiếp cái này nè. Cho Võ Thị Kim Loan, chị Loan giữ lựa luôn nè. Em có đúng phụ với caro xanh này thôi nha. Chốt giùm em caro xanh một cái duy nhất mấy chị. Một cái sale 170 caro xanh luôn. À lấy áo thôi là không có chị Thảo Trần. Sẽ kêu chị Thảo Trần nha thôi. Tôi đi tắt lại lấy cái áo đấy chị Thảo Trần. Năm rồi, 550.000 áo luôn. Rồi đầm này của chị Euro Phạm này 170.000 Euro Phạm. 170.000 chị Euro Phạm. Còn mấy cái xe cho hết luôn. Rồi chị Võ Thị Kim Loan ơi. Có cái đầm này nè chị. Đầm này là đầm con hẹp. Đầm này là đầm con hẹp. Em mặc bắp một đầm thôi. Chị nào chốt đầm con hẹp, chốt giùm em đầm con hẹp ha. Đầm nhúng con hẹp em có một cái thôi. Chị nào chốt đầm nhắm, đầm nhúng con hẹp, chốt giùm em đầm nhúng con hẹp. Chúng con hàng còn hai cái. Rồi đầm sọc đen nè mấy chị. Dạ đang lên đầm xuống đây nhưng mà hình như sẽ nhỏ bữa giờ ít lắm. Rồi đây nè mấy chị. Em còn đầm sọc trắng đen này cũng 170 sale luôn. 250 sale còn 170. 60 đến 95 kg. Chốt giùm em đầm sọc nha. Đầm sọc còn một cái. Rồi đầm sọc còn một cái để em. Rồi hết đầm này nha mấy chị. Hết đầm nhúng sữa. Chị đang chốt đầm nhúng sữa. Chốt giùm em đầm nhúng sữa. Đầm nhúng sữa.
chị ơi. Con bé này chị gắn tường rồi. Con hàng của Hải Dương nè, trăm bảy của chị Hải Dương. Qua mấy cái biên thảo phương rồi kia nó xuất tỉnh chưa? Nó xong rồi rồi chưa? Mấy cái biên mới đưa đây chị Phương rồi gì đã nói chưa? Đừng hỏi em ai trả lời em chưa, phải hỏi lại lần thứ hai chứ sao? Con hàng của Diễm Quỳnh này, Diễm Quỳnh cha ba xong rồi đuôi sau này. Rồi Diễm Quỳnh trăm bảy nữa là hết. Bộ mặt còn ngọc dưỡng cho nó sai lớn rồi. Trời muốn giảm sao inbox cho khách, tới khách đó đây sao được. Chân mấy quần của thằng hàng xúc nè, em xe cho mấy chị 70.000. Chị nào họ cỡ 90kg hút cái chân mấy quần này. Ai nói là chân váy nha mấy chị, bán 80.000 chân váy caro cho mấy chị đi làm. 80.000 chân váy caro 90.000. Chị nào chốt chân váy caro 90.000 chốt giùm em nha. Mấy chị chốt cái đầm sọc đen đi, mặc lên sọc đen đẹp hay không mấy chị biết liền à. Rồi lên tiếp, em có một cái đầm đi tiệm nè, đầm đi tiệm bằng thun layon đẹp lắm mấy chị, xuất sắc. Rồi sale luôn cho mấy chị 190.000. 190.000 đồng này size dưới 70kg. Trời ơi, chị gì chị cắt tường lấy thêm cái đầm này nè. Lấy thêm cái đầm này, mai em gửi cái đầm 350 cái đầm này cho chị. Chị nào dưới 70kg chốt đầm này, trời ơi đẹp quá mấy chị. 190.000 đầm xanh đá. Đầm xanh đá 190.000 đầm sọc cũng học mai chưa. Đầm sọc của chị Ngọc Mai Trương nè, 170.000. Dân sọc của Xuân Anh Nguyễn Thị.
Dạ, chế xong anh Nguyễn Thị Trâm xin địa chỉ xong rồi. Ở ngoài đó có người coi tiếp tục chưa? Cho mấy chị 120 ngàn cho hôm nay.
Đó thì em nhìn dây mấy chị ơi. Dùm dây em có 2 cái. Em có 2 cái dùm dây dưới 95 kg, 85 đến 95 kg dùm dây. Lấy áo đỏ của Trang đi anh, 80 ngàn. Dùm dây size bự lắm Lam Anh Trần Thị. Có nguồn rinh chút nữa mới lên được. Thank you.
Avon à. Em bán cái Avon dưới 85kg rồi bán cho mấy chị với giá 50.000, dễ thương không? 50.000 Avon dưới 85kg, 50.000 Avon dưới 85kg mấy đẹp ơi, mấy đẹp ơi. Bữa nay nói hết rồi. Dưới 85kg. Em có một cái lòng size nhỏ là chị Lâm Anh Trần Thị. Cái lòng này khoảng cỡ 65kg à, 65-67kg thôi. Đây nè, chị đào 65-67kg dưới. Chốt giùm em cái đầm xanh này nè. Em bán xe cho mấy chị 120.000 hàng xuống. Nhưng mà ở giữa có chung bụng nha, mấy chị đừng sợ chọc nha. Alphone của đầm đá cho em xem mẫu trong bao nhiêu ký thì trong bao. Trong bao nhiêu ký em báo em lên đây. Thì trong bao nhiêu ký cho nhiêu nặng nhiêu báo em. Alphone 50.000 của Trần Trần. Trần Trần. Em có một cái áo hồng. Bán 50.000 luôn cho hết cái áo hồng này mấy chị. Em có một cái áo hồng hàng xuất, khoảng cỡ dưới 70kg. Bán mấy chị 50.000 áo hồng luôn. Bán 50.000 áo hồng luôn. À, 50.000 áo hồng. 7-8 tiếng không chừa gái không. Thì em nãy giờ kiếm tháng 16 để dành mặt không có luôn. Em còn một cái đầm này 250, sale 170 nè. 60kg đến 95kg. Đầm bi xanh. Chị ra chốt bi xanh biệt vai chốt giùm em nha. Có chung mấy chị đừng có sợ chồng ha, rất là đẹp. Cái đầm này form đẹp lắm, năm nay là hot trend là đồ chung á mấy chị. Rồi đầm 170. Rồi lên tiếp mấy chị ơi. Lên tiếp nha. Lên tiếp mấy đẹp ơi. Đây. Chị nào size lớn đâu rồi. Chị nào size lớn chốt cái đầm yếm nè. Chị nào mà size từ 85 đến 100kg chốt cái đầm yếm thun lây dông đẻ đó mấy chị. Em nói này nó có cọng dây cột ngay bụng ha. Đầm này mà mấy chị mặc đi biển, đi tiệm, đi chơi rồi hơi bị sướng luôn. Cái rô cho mẹ có rồi Ly Hồ. Rồi Ly Hồ chốt cái đầm này đi biển nè. Rồi chị Tâm Lộc nè. Ôi đẹp quá trời. 250 xeo còn 170.000 đồng. Đầm Maxi chốt giùm em là Maxi bi xanh nha. Maxi bi xanh. Đầm 170 em vẫn còn nha. Chốt giùm em đầm hoa đen ha. Thúy Phan áo hồng 50.000 Thúy Phan Phú Yên. Đây là mấy chị đầm hoa đen xeo 170 luôn. Đầm hoa đen đều là thun hết nha. Ở dưới cũng là thun. Nhưng mà ở ngoài là lót khôn hoa à. Rồi đầm này 170-80kg vừa. 70-80kg vừa nha. Rồi đầm sơ mi nè mấy chị. Xeo đầm sơ mi cho mấy chị nha. Đầm sơ mi size lớn. Đầm này size phải 90-100kg đầm sơ mi đỏ. Chị đang chốt đầm sơ mi đỏ. Xeo 150.000 đầm sơ mi đỏ 90-100kg. Ở trong có một cái đầm dây kèm theo nha. Ở trong nó có một cái đầm dây lai dông kèm theo. Rồi chốt tiếp theo cho em mấy chị ơi. Chốt giùm em tiếp theo. Đầm này nè mấy chị. Đầm này là 170.000 đồng thổ cẩm. Chị nào chốt đầm thổ cẩm. Không nhớ Diễm Quỳnh à. Không nhớ đâu. Nhớ mới ghê. Hồi nãy thấy. Hồi nãy Diễm Quỳnh có một cái đầm là đầm gì á. Đầm thổ cẩm này dưới 90kg vừa nha. 75-90kg vừa nha. Hồi nãy Diễm Quỳnh có một cái đầm con hẹp và một cái đầm bi xanh. Rồi chốt giùm em đầm thổ cẩm này xe cho mấy chị 140.000 đầm thổ cẩm. Đầm thổ cẩm 140.000 nha. Đưa cái dàn đầm ở giữa vô đây. Đưa hết cái dàn đầm ở giữa vô đây. À, sư phụ em có làm một cái chuỗi, một cái mấy chục cái chuỗi á, chuỗi đeo tay. Ủa chuỗi gì đâu rồi? Đầm 170 biệt vai của Tài Lê. Tài Lê là bấy lần. Bấm nút chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Bấm nút chia sẻ giùm em với. Đây là giùm. Giùm này là từ 78-90kg này em lai rồi nè. Rồi tiếp tục mấy chị. Em có một cái đầm form sơ mi nè, sale mấy chị 150.000 luôn. Giữa thôi em, giữa thôi nha. Sale đầm sơ mi cho mấy chị đẹp không? Sale 150.000 đầm sơ mi caro mấy chị ơi. Đầm này khoảng cỡ từ 8, từ 90kg đến 100kg. Đầm caro này đẹp lắm nè, Tài Lê hoặc là Bích Thủy. Ngọc Thanh gì hai chữ, anh ở gì ở bên Bình Chánh phải không? Má ngồi đâu vậy? Sao xuống đây?
là một cái chuỗi gỗ gì mà để tránh tay á chị? Để tránh tay á. Còn ngồi lại là đá hết nha. Rồi tiếp tục mấy chị làm đen. Làm đen luôn là dông nè mấy chị. Làm đen luôn là dông, còn cỡ 90kg có tay. Rồi xe cho mấy chị làm đen luôn là dông 150.000. Cung la dông nằm đen 150.000. Đầm này cũng size 100kg nè, chị nào đúng 100kg mới mặc dừa ha. Đầm này sẽ là đầm 100kg màu xanh nè, xanh vôn. Rồi đầm này xe cho mấy chị 150.000. 150.000 xanh vôn luôn nha mấy chị nha. Đầm này đầm công chức nè, chị nào cũng cỡ 78-86kg vườn. Đầm công sở rớt tay. Đầm công sở rớt tay bán cho mấy chị với giá 150.000 luôn đi. Cho nó dễ nhớ, 150.000 đầm thuộc tầm. 150.000 đầm công sở nha mấy chị nha. Em còn quần sọt thun đen không? Dạ còn chị. Chị lấy mấy cái chị báo em lấy cho hàng Quảng Châu mới về chị. Nó đủ lưng hết á. Lấy chị 4 cái 4 lưng đi. Lưng đẹp lắm chị. Đây là đầm maxi dưới 85kg nè. Đầm maxi là dưới 85kg. Đầm này bán cho mấy chị giá 200. 250 sale 200. Hết rồi. Đầm nó 140. Đầm thổ cẩm nó 140 nha. Rồi tiếp tục mấy chị. Em có một cái đầm này size nhỏ là 60kg. Nhưng mà nó bị mất cái hộp nút sau này. Em bán sale cho mấy chị với giá 170.000 đầm này đi. Đầm này đẹp mấy chị à. Đầm này cũng cỡ 55-60kg à. Đầm công sở của Hằng Lê. Áo beo trên tường 220. Dạ lấy 4 cái chút em sọ. Chị ngồi đi em lên nè, đầm công sở 150 của Hằng Lê. Có thử Hằng Lê hình nền đen này. Dạ chút em sọ 4 cái nha chị. Chút sọ chị 4 cái nha. Đầm riêng 250 xeo còn 180. Cũng là đầm sơ mi mà là đầm riêng nha mấy chị. Xeo 180 đầm riêng size này dưới 85kg. Size này dưới 85kg chốt giùm em đầm sơ mi riêng nha. Rớt tay chị mặc vừa. Nhưng mà khách lấy rồi. Đây là đầm sơ mi xanh đen này. Cũng size 90kg nha mấy chị. Nói chung là trên dưới 5kg đều ok hết nha. Cho chị mượn cái set trên kia đi hả? Cái set ở trên cùng mặc vừa. Ừ, cái gì để dành mà. Rồi đây mấy chị. Bộ này chị nào chưa có thì hôm nay chốt ha. Bộ này chị nào chưa có thì hút kèm với quần váy. Bộ này 240 mấy chị. 240.000 bộ này. Đây mấy chị ơi. 240.000 bộ này. Kèm ở dưới là quần váy nha. Bộ này có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Ê, chốt giùm em là bộ ren rất vai nha. Thằng Lê 158, thằng Lê nào như cái cũ khách mới. Thằng ơi. Rồi đây là 170.000 nó bị mất một nút ở sau nha chị. 150.000 hơn 170.000 của chị Hà Minh. Em có một đầm đầm trắng nè, xúc. Nó có còn cái gì ở giữa đầm này dưới 70, dưới 72kg ok. Dưới 72-73kg đó hút đầm này nè mấy chị. Đầm này dài qua gối nha, gần cái ống quyển á. Ở giữa có còn dây đực nè. Nhưng mà đầm này form rất là đẹp. Rồi chốt giùm cho em đầm bi trắng 250 sale 170. 250 sale 170 đầm bi trắng. À xin lỗi, đầm bi trắng bị lỗi. Đầm bi trắng bị lỗi à. Bỏ vô bịch quăng lên trên cao với cờ đây. Cho em xếp rớt vai 70kg của Minh Thùy. Để lấy cái xếp ra rớt vai đi. Ở trên chỗ anh Phú có nhìn ra sau lưng. Ngay chỗ anh Phú ngồi luôn nhìn lên. Tầng thứ 3 á, thứ 2 bộ rớt vai 80kg với bộ rớt vai 70kg. Bộ lời XL. Ngay dưới lời hết lần bộ rớt vai và hai bộ lờ cho chị Ngọc mấy trắng bộ nữa, thêm bộ lờ nữa. Bộ lờ của Minh Thùy nè, bộ lờ 240 của Minh Thùy, lờ của Minh Thùy. Minh Thùy lại có biêu rồi nha, Ngọc mấy trắng lờ. Rồi một bộ của Ngọc Mai Trương. Ngọc Mai Trương 240. Còn size L bị lỗi á chị. Bị lỗi lên màu hết trơn à. Cũng không thấy nhưng mà mình không bán gì á. Rồi còn bộ đó còn size L. Rồi lấy một bộ size L cho anh Tiến. Bộ rớt khoai này mặc dễ thương á. Nhận túi rồi rất đẹp. Hôm nay có lai túi. Buổi chiều lai túi á chị chắc. Nếu mà chút nữa hàng Quảng Châu mình giờ sắp cái giờ không chị mình tối nay em lai túi cho mấy chị. Tại đang chờ cái kiện túi Hà Nội cho anh Nguyệt Mai. Em ghiền túi lắm. Em có một cái nè. Em có một cái này và cái này triệu mấy ta. Cái này 1.4 triệu chị. Cái này 1.4 triệu. Đầm đen bị trắng bị lỗi là 1.000 thôi đừng mặc. Em có một cái siêu dung đùi.
cái đồng bị trắng xuống, đưa cho chị Hương Nguyễn quận nhất đi, đưa cho chị Hương Nguyễn quận nhất cái đồng bị trắng đi. Lan tính cho chị Hương Nguyễn quận nhất ra, Hương Nguyễn quận nhất 120 ngàn cũng được. Em có cái giúp đùi nè mấy chị, giúp đùi này size lớn nha, size 90 kg, giúp đùi này size 80 đến 90 kg. Khi mấy chị mặc lên, mấy chị bắt cái con thằng làm bên này cột với con thằng làm bên này ha. Giúp sọc này bán cho mấy chị 140 ngàn, 140 ngàn. Rồi em có một cái đầm này em share cho mấy chị nè, đầm là thun lê dông hàng xúc mấy chị. Đầm này khi mặc lên dễ thương lắm nha, đầm này cũng ở dưới 75 kg. Đầm này nè, đầm thun lê dông dưới 75 kg. Đầm này share cho mấy chị 140 ngàn. Đầm này khi mấy chị mặc lên nó đứng cái này là đẹp lắm mấy chị. Đây nè, à, rồi 140 ngàn đầm xanh đen. Đầm thổ cẩm size nhỏ còn là đầm thổ cẩm này dưới 70 kg. Chị nào chốt đầm thổ cẩm sale 140, chốt giùm em đầm thổ cẩm sale 140 dưới 70-72 kg. Chị nào chốt đầm thổ cẩm chốt giùm em. Em có một cái sơ mi với chị, em có một cái sơ mi này khoảng cỡ dưới 80, khoảng cỡ dưới 85 kg với chị, dưới 85 kg. Nhâm đùi của Trương Thị Mai Thanh 130, Trương Thị Mai Thanh nhâm đùi. Áo sơ mi này sale cho mấy chị còn 90 ngàn, 90 ngàn. Áo sơ mi bé Lùng lấy cái áo xanh đen kia, bé Lùng áo xanh đen size nhỏ này đưa cho mọi người nha má. Tự nhiên lọt bao nhiêu cái áo sơ mi nhỏ. Rồi tiếp tục, trời cái đầm này dễ thương lắm nè chị Ngọc Mai Trắng. Cái đầm xanh này đẹp lắm, cái đầm xanh này đẹp tuyệt vời luôn. Đầm xanh này nè xe 140 nè. Em có cái áo dưới 90 kg vừa bán cho mấy chị với giá 90 ngàn, ở sau là lưng đen nha, chốt giùm em áo thun sơ mi 90 ngàn của chị Hương Nguyễn quận nhất nè. Hương Nguyễn quận nhất sơ mi 90 ngàn. Đầm xanh đen của Ly Bùi đầm này đẹp lắm nè, với lòng Ly Bùi 140. Cô thử làm bill Ly Bùi, cô thử còn thiếu Ly Bùi gì nha. Sơ mi 90 ngàn. Áo thun của Trang Rian, Trang Rian 90 ngàn. Chốt giùm em đầm yếm lông chuồng 100 ngàn. Đầm
làm sao tung lấy giờ tung tung này đã nha mấy chị. Năm nay size lớn hơn là dưới 85 kg cũng nhiều. Năm ba lỗ của Ngọc Mai Trương này. Ngọc Mai Trương đầm ba lỗ 90 ngàn của Ngọc Mai Trương này. Đầm ba lỗ 90 ngàn của Ngọc Mai Trương này. Em có một cái đầm này mới về tôi mới về hôm qua 250 ngàn này. Chị nào mà cũng bỏ 90 đến 100 kg chốt cái đầm này. Chốt cái đầm đi tiền dễ thương lắm mấy chị. Rất là dễ thương ha. 90 đến 100 kg 250 ngàn. 250 ngàn. 55 chuột của Nguyễn Trâm. 55 chuột của Nguyễn Trâm 100 ngàn. 100 ngàn của Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm 104 nè. Cái này là Nguyễn Trâm 104. Bông cây đúng không? Chờ chị còn nữa. Em quán cho bữa nay em còn một lô rồi mấy chị à. Em quán cho bữa nay em còn một lô rồi. Rồi lên tiếp tục mấy chị. Những cái đầm này hôm nay mấy chị trúng phấn là nó là bằng một cái loại tung sớm nha. Đó là hàng Quảng Châu, nó là một cái loại tung sớm. Size của nó từ 88 đến 100 kg. Size của nó từ 88 đến 100 kg, 87 đến 100 kg đầm này. Đầm hồng này dễ thương lắm nha mấy chị, nhưng mà form hơi lớn ha. Rồi, chị đang chốt đầm hồng này xem